Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 1 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều hoạt động vui Tết Trung thu trên địa bàn cả nước và thành phố Đà Nẵng. Hôm nay ngày 1 tháng 10, ngày quốc tế người cao tuổi, cùng tìm hiểu công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, các ngành lực lượng chức năng của thành phố đã triển khai nhiều biện pháp hạn chế tai nạn giao thông do xe ben, xe tải gây ra. Thế nhưng, để nâng cao hiệu quả hơn trong công tác này, cần có sự tham gia của doanh nghiệp vận tải. Tin quốc tế, Thủ tướng Iraq tuyên bố sẽ bảo vệ cộng đồng người Quốc ở nước này trong bối cảnh căng thẳng nội bộ cũng như trong khu vực đang gia tăng sau cuộc trưng cầu ý dân đơn phương về nền độc lập của cộng đồng này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự lễ hội Thành Tuyên năm 2017, đón Tết Trung Thu tại thành phố Tuyên Quang. Điểm nhấn của lễ hội Thành Tuyên 2017 là chương trình đêm hội Thành Tuyên. Với sự có mặt của 60 mô hình đèn Trung Thu đẹp nhất, bên cạnh đó là màn múa, hát của các cháu thiếu niên, nhi đồng và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn đón Tết Trung Thu. Biểu diễn các mô hình đèn Trung Thu khổng lồ, trình diễn giới thiệu trang phục tín ngưỡng thờ mẫu v.v. Và đây còn là một sự kiện văn hóa xã hội, một sản phẩm du lịch góp phần đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh hình ảnh về miền đất con người và những giá trị văn hóa của Tuyên Quang tới du khách trong nước và quốc tế. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 300 triệu đồng và 100 xe đạp cho 100 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vừa có học giỏi. Lễ hội Thành Tuyên diễn ra đến hết ngày 4 tháng 10. Nhằm tạo sân chơi bổ ích dịp Tết Trung Thu năm 2017, tại Hà Nội, Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tổ chức chương trình Trung Thu dành cho trẻ em khuyết tật với chủ đề Em vẽ tương lai. Đây vừa là sân chơi lành mạnh cho các em nhỏ dịp Tết Trung Thu, vừa mang ý nghĩa chia sẻ, khuyến khích dành cho trẻ em khuyết tật. Tham gia chương trình, gần 400 em nhỏ được tham gia các hoạt động dành riêng cho mình như vẽ tranh về ước mơ trong tương lai, trò chơi tập thể, trưng bày các sản phẩm mà trẻ khuyết tật làm được hay giao lưu với những nhóm trẻ em khuyết thính và trẻ tự kỷ v.v. Qua chương trình, tạo cơ hội để trẻ khuyết tật sẻ chia, nói lên tiếng nói của mình cũng như nâng cao nhận thức của xã hội về quyền của trẻ em khuyết tật. Nằm trong chuỗi các sự kiện cho chương trình tình nguyện viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức, Em vẽ tương lai thực sự đã truyền cảm hứng cho trẻ em khuyết tật để các em bớt mặc cảm, tự ti và nỗ lực vượt qua rào cản để đạt được thành công trong cuộc sống. Tại Đà Nẵng, nhiều hoạt động vui Tết Trung Thu cũng được các cấp ngành quan tâm tổ chức tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, vào tối qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thành đoàn, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng tổ chức đêm hội trăng rằm, thu hút đông đảo trẻ em thành phố tham gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đến dự và chung vui với các em. Đến với đêm hội trăng rằm, các em được thưởng thức những tiết mục hát múa đặc sắc do các em của nhà văn hóa thiếu nhi thành phố biểu diễn. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia những trò chơi nhỏ, xem ảo thuật, hoa cảnh Trung Thu và thưởng thức các chương trình múa lân sư rồng. Dịp này, ban tổ chức đã trao trên 1.000 suất quà học bổng cho học sinh có thành tích học tập tốt, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong đó, tặng 250 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh nghèo vừa có học giỏi. Trên 500 suất quà, mỗi suất 250.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao dụng cụ học tập cho 500 trẻ em nghèo, mỗi phần quà trị giá là 400.000 đồng. Chương trình đêm hội trăng rằm, ban tổ chức mong muốn góp thêm niềm vui, tiếng cười cho các em thiếu nhi trong ngày hội đặc biệt của tuổi thơ, động viên khuyến khích tinh thần cho các em luôn chăm ngoan học giỏi. Chiều nay tại cung thể thao Tiên Sơn đã diễn ra liên hoan múa lân nghệ thuật Đà Nẵng dành cho các đội lân thanh thiếu niên thành phố. Và đây là một hoạt động thường niên chào Trung Thu do cung thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức. 6 đội lân tham gia tranh tài tiết mục Hoa Mai Thung, Mùa Hái Dàn Chành đến từ các quận huyện trên địa bàn thành phố gồm Vương Anh Đường, Phước Nguyên Đường, Bạch Hổ, Vũ Biên Đường, Xuân Nghĩa Đường và Thanh Phong. Hoạt động đã thu hút sự tham gia cổ vũ của nhiều người dân, thanh thiếu niên thành phố. Mùa Trung Thu năm 2017, cung thiếu nhi Đà Nẵng có chuỗi hoạt động văn hóa hấp dẫn như hội thi làm đồng đèn, đêm hội trăng rằm, trao quà cho con thanh niên công dân, phục vụ thiếu nhi quận Liên Chiểu, Sơn Trà.
Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam cùng với một số nhà hảo tâm đã tổ chức trao quà vui Tết Trung Thu cùng với các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam cơ sở 1. Trong không khí vui tươi, đại diện phân ban gia đình Phật tử Đà Nẵng, Phật tử chùa Huệ Quang đã gửi lời hỏi thăm đến các em là nạn nhân chất độc da cam tại trung tâm, chúc cho các em có một mùa Trung Thu ý nghĩa, nhiều niềm vui. Ban tổ chức cũng đã trao 50 suất quà, mỗi suất là 80.000 đồng, đồng thời tổ chức phá cổ biểu diễn múa lân chung vui cùng các em. Đồng hành cùng Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố trong nhiều năm qua, sự quan tâm của các nhà hảo tâm thực sự đã đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho các em, tạo động lực để các em tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị, Đà Nẵng là một trong 7 tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai mô hình tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Và đến nay, qua 7 năm thực hiện, thì mô hình này đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Dựa vào hoạt động của mô hình tại 56 xã phường trên địa bàn thành phố, chất lượng cuộc sống của người cao tuổi được cải thiện cả về thể chất lẫn tinh thần. Phóng sự được thực hiện nhân ngày quốc tế người cao tuổi ngày 1 tháng 10. Tại hội nghị tổng kết 7 năm triển khai thực hiện mô hình tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng được tổ chức mới đây, có thể khẳng định mô hình này đã thực sự phát huy hiệu quả tại địa bàn dân cư. Từ khoảng 1.700 hội viên từ năm 2013, đến nay, số lượng người cao tuổi tham gia mô hình tư vấn và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng không ngừng tăng lên. Các buổi tư vấn tuyên truyền đã giúp các cô, các chú có thêm kiến thức để tự chăm sóc bản thân. Biết cái ăn uống, cách thức ăn uống và biết những người mà có bệnh thì họ hướng dẫn cho cách phòng chữa bệnh. Thì nói chung là anh chị em đều phấn khởi. Hội người cao tuổi của xã phối kết hợp với trạm y tế của xã là thường xuyên để xuống tuyên truyền cho người cao tuổi biết cách phòng ngừa, đồng thời là chăm sóc cho người cao tuổi về y tế. Để mô hình chăm sóc và tư vấn sức khỏe người cao tuổi đạt hiệu quả cao, đội ngũ tình nguyện viên tại cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng, bởi công tác vận động cũng như tư vấn luôn cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua 7 năm thực hiện, đến năm 2016, số lượng người cao tuổi trên địa bàn thành phố tiếp cận với mô hình này đạt tỷ lệ 75,5%. Tùy theo từng địa phương, cái số lượng người cao tuổi hiện nay trong toàn thành phố chiếm một tỷ lệ tương đối cao, đang sắp xỉ khoảng 10%. Thì đối với việc triển khai cái việc mà tư vấn chăm sóc này á, thì cũng có những cái khó khăn đặc biệt đối với người cao tuổi. Thứ nhất là những người cao tuổi mà già yếu, người ta coi như là đi lại cũng khó khăn. Cho nên cái mô hình này là phải dựa vào cộng đồng. Chúng ta tư vấn là có thể là thông qua cái hội người cao tuổi của cấp xã phường để mà huy động cái người cao tuổi tham gia. Nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là hành động thiết thực để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo đời sống người cao tuổi. Không khí đầm ấm tươi vui tại mỗi buổi sinh hoạt vừa giúp người cao tuổi hiểu được vai trò, trách nhiệm của bản thân, vừa gạt bỏ tự ti là gánh nặng của gia đình, xã hội để tận hưởng trọn vẹn niềm vui tuổi già. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay tổ hợp căn hộ khách sạn Hòa Bình Green Đà Nẵng chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng, trở thành công trình cao tầng có tiến độ xây dựng nhanh kỷ lục tại Việt Nam và là dự án căn hộ khách sạn lớn nhất Đà Nẵng hoàn thành xây dựng để chào đón hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra vào tháng 11 năm 2017. Hòa Bình Green Đà Nẵng gồm hai tòa tháp cao 27 tầng với hơn 1.600 phòng khách sạn và căn hộ cùng hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đa dạng. Dự án có vị trí đắc địa bên cạnh cầu Thuận Phước, từ đây có thể dễ dàng kết nối thuận tiện với sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm thành phố, bãi biển Mỹ Khê và phố cổ Hội An. Được xây dựng theo mô hình của tổ hợp Marina Bay Sands tại Singapore, bể bơi nằm trên mái tòa nhà Hòa Bình Green Đà Nẵng cũng là bể bơi giáp vàng đầu tiên tại Việt Nam. Hòa Bình Green Đà Nẵng sẽ là tổ hợp căn hộ khách sạn duy nhất tại Đà Nẵng được vận hành bởi tập đoàn quản lý bất động sản uy tín quốc tế Lazarus. Và đây là địa điểm chính đón quan khách các nước trong đợt diễn ra hội nghị APEC năm 2017.
Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn thành phố trong tháng 9 tiếp tục tăng trưởng khá, đạt doanh thu gần 6.700 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 9 tháng đầu năm 2017 đạt 55.800 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Nếu trừ đi yếu tố tăng giá, mức tăng trưởng của doanh thu hoạt động bán lẻ trên địa bàn thành phố tăng gần 10% so với năm trước, trong đó kinh tế nhà nước đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế tư nhân đạt hơn 33.400 tỷ đồng, tăng 13,5%. Kinh tế cá thể đạt 16.000 tỷ đồng, tăng gần 5%. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 3.100 tỷ đồng, tăng 10%. Và trong tổng mức bán lẻ, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú, du lịch, nhà hàng đều có mức tăng khá. Trong đó, thương nghiệp tăng gần 13% so với cùng kỳ, cho thấy khả năng lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố diễn ra khá sôi động. Và đây là tiền đề thuận lợi để thúc đẩy tăng sức cầu tiêu thụ tại thị trường Đà Nẵng vào dịp cuối năm, đóng góp tích cực vào việc nâng tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm 2017, thì các ngành hội đoàn thể địa phương ở thành phố đã thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ và huy động nguồn lực trợ giúp cho người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vốn vay, trợ cấp gạo. Qua đó đã giúp thoát nghèo hơn 2.800 hộ. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chi ủy thác sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố hơn 70 tỷ đồng để tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn chuyển đổi sản xuất. Cùng với nguồn vốn chính phủ, thì 9 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho trên 3.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ đạt trên 300 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp hội, ngành và địa phương đã vận động nguồn lực và thực hiện các giải pháp hỗ trợ triển khai xây mới sửa chữa 493 nhà ở cho hộ nghèo, triển khai mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc diện nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang. Kết quả đã có hơn 2.800 hộ vươn lên thoát nghèo, đạt 64,23% so với kế hoạch. Hộ nghèo phát sinh mới là 17 hộ và số hộ nghèo dự kiến còn lại là 10.126 hộ, chiếm tỷ lệ là 3,98% trên tổng số hộ dân cư. Thưa quý vị, giá gà tiếp tục tăng thêm 28.000 đồng một bình 12kg vào sáng nay. Và chỉ trong tháng 9 và tháng 10 thì giá gà đã tăng gần 50.000 đồng trên một bình 12kg. Như vậy, giá gà Sài Gòn Petro, Sài Gòn Việt Nam, Petrolimex bán lẻ đến tay người tiêu dùng Đà Nẵng trên dưới 350.000 đồng trên một bình 12kg. Các thương hiệu gà Pacific Petro hay là City Petro, v.v. thì cũng tăng 28.000 đồng trên một bình 12kg, vượt mức 360.000 đồng một bình 12kg. Các công ty gà cho biết do giá gà thế giới tháng 10 tăng gần 90 đô la Mỹ trên một tấn so với tháng 9 lên mức công bố là 577 đô la Mỹ trên một tấn. Vì vậy, các công ty điều chỉnh giá tăng theo. Đây là lần thứ 5 trong năm 2017, giá gà tăng và là lần tăng mạnh thứ 2 kể từ đầu năm đến nay. Trước đó thì tháng 2, giá gà cũng đã có mức tăng là 28.000 đồng trên một bình 12kg. Thưa quý vị, nhằm hạn chế tai nạn giao thông do xe ben chở đất, xe tải gây ra, thời gian qua các ngành lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp, như vậy tai nạn đã giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn có một số vụ tai nạn mà nguyên nhân từ phía người điều khiển phương tiện xe ben, xe tải. Vậy, làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Có thể nói trong 2 năm gần đây, ngành lực lượng chức năng của thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường có xe ben chở đất hoạt động. Cụ thể như điều chỉnh tổ chức giao thông tại các giao lộ trên các trục đường có xe tải, xe ben hoạt động nhiều, lắp đặt camera giám sát giao thông qua hệ thống camera, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, từ quý 2 năm 2017, thành phố đã tổ chức phân luồng giao thông cho các xe chở đất. Tổ chức là phân luồng các phương tiện đi các tuyến, ví dụ như đi tuyến quốc lộ 1, đi tuyến cách mạng tháng 8, đi tuyến Lê Đại Hành để về là đổ ở cái dự án Hòa Xuân, thì hầu hết là đã có những giải pháp là căn theo tôi là giải pháp là vừa hợp tình mà vừa hợp lý, quản lý được. Các biện pháp này đã đem đến kết quả hữu hiệu là giảm tai nạn do xe ben chở đất gây ra so với các năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn có những vụ tai nạn mà nguyên nhân do người điều khiển xe ben.
trong đó gần nhất là hai vụ tai nạn xảy ra vào đầu tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua, làm 3 người tử vong. Thì phần lớn là do lỗi của tài xế là khi chuyển hướng không chú ý quan sát, cho nên là thường là bị cái lốp sau của bánh xe tải hay là hay cán những cái người đi song trùng cùng cái xe, những xe tải ben, cho nên là khi rẽ nhưng mà không chú ý quan sát, cho nên là khi ôm cua là hầu như là bị cái lỗi đó. Như vậy, để khắc phục tình trạng xảy ra tai nạn còn phải có ý thức trách nhiệm của người lái xe ben và doanh nghiệp trực tiếp thuê quản lý người lái xe. Về quản lý nhà nước, về doanh nghiệp vận tải quản lý lái xe, đây là anh trách nhiệm lái xe thì anh phải là có hợp đồng, có đóng bảo hiểm, rồi có giáo dục, ngừa cái giáo dục của cơ quan quản lý nhà nước, thì doanh nghiệp anh phải có trách nhiệm giáo dục lái xe, tức là không phải chạy theo năng suất nhưng mà phải chạy đúng cái quy định tốc độ. Cạnh đó, doanh nghiệp vận tải còn thiếu trách nhiệm trong khâu tuyển chọn lái xe có kỹ năng tốt và không tạo gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động, dẫn đến tình trạng không quản lý được lái xe. Vì vậy, việc xảy ra tai nạn do thiếu ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông của lái xe là điều dễ hiểu. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, tại gara sửa chữa ô tô Nhân đóng tại đường số 5, khu công nghệ cao, thuộc thôn Quang Nam 4, Hòa Liên, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra cháy. Theo ông Dương Hoàng Cầm, chủ gara cho biết, thời điểm đó thì công nhân đang cắt kim loại bằng oxy và ga trên xe ô tô, thì các tia lửa điện đã bắn vào bạc và dầu nhớt để ở bên cạnh gây cháy. Nhiều người có mặt lúc đó đã kéo nước để xịt, nhưng đám cháy bùng phát mạnh không xử lý được. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4 đã có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy và phun nước chống cháy lan qua các khu vực lân cận. Trong quá trình tổ chức triển khai dập lửa, lực lượng chữa cháy đã điều động thêm xe chữa quân và phương tiện cùng với sự hỗ trợ của hai xe chữa cháy của công ty xăng dầu Petet và công ty Hamadeco phối hợp khống chế, dập tắt đám cháy. Sau 60 phút, đám cháy đã được dập tắt và thiệt hại đang được thống kê. Sau đây mời quý vị và các bạn điểm lại những sự kiện tin tức Đà Nẵng nổi bật diễn ra trong tuần. Đáng chú ý trong tuần là Diễn đàn Kinh tế miền Trung lần thứ 2 do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban điều phối vùng Duyên hải miền Trung và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân 9 tỉnh Duyên hải miền Trung. Diễn đàn nhằm đưa ra những giải pháp có tính thực tiễn cao, góp phần thúc đẩy tạo đột phá phát triển kinh tế miền Trung thông qua việc phân tích tính phù hợp, hiệu quả và tác động của các chính sách hiện hành. Trong tuần, Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 3 năm 2017. Qua tổng kết tình hình báo chí trong quý 3, Ban tuyên giáo đề nghị thời gian đến, các cơ quan báo đài tiếp tục tăng cường chất lượng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền đậm nét về việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh đợt cao điểm tuyên truyền tuần lễ cấp cao APEC 2017. Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đoàn tuồng Giải phóng Quảng Nam. Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh 1967-2017 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, nhà hát đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. 6 nghệ sĩ được phong tặng nghệ sĩ nhân dân, 24 nghệ sĩ ưu tú, 10 nghệ sĩ xuất sắc. Nhiều vở diễn của đoàn được nhận huy chương các loại tại các hội thi chuyên nghiệp toàn quốc. Trong tuần, quận Sơn Trà long trọng tổ chức lễ công bố đạt tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp quận loại 1. Sau 20 năm thành lập, quận Sơn Trà đã có những bước tiến mạnh mẽ về mọi mặt, kinh tế, xã hội, hạ tầng đô thị, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Trong những năm đến, mục tiêu của Sơn Trà là xây dựng quận thành đô thị hiện đại, trọng điểm về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Bệnh viện Gia đình phối hợp với Bệnh viện BNH Thái Lan tổ chức chương trình huấn luyện sơ cấp cứu và hồi sức tim phổi cho các chuyên viên đến từ các khách sạn, resort tham gia phục vụ trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Thông qua đó, góp phần cùng với ngành y tế chuẩn bị tốt nhất cho công tác phục vụ tại sự kiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu khi có sự cố y khoa không mong muốn xảy ra.
Cũng trong tuần, tại Nhà hát Trương Vương đã diễn ra sự kiện Những Trái Tim Hồng lần thứ 6. Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Trẻ Em Mồ Côi thành phố Đà Nẵng nhằm tôn vinh những tấm lòng từ thiện và biểu dương những tấm gương vươn lên trong cuộc sống của người khuyết tật trẻ em mồ côi. Chương trình đã quyên góp được 4 tỷ 834 triệu đồng vào Quỹ Tình Thương cho Người Khuyết tật Trẻ Mồ Côi và những người bất hạnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vừa rồi là những sự kiện tin tức Đà Nẵng đáng chú ý trong tuần. Bây giờ là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tuyên bố sẽ bảo vệ cộng đồng người Kurd ở nước này trước mọi cuộc tấn công, trong bối cảnh căng thẳng nội bộ cũng như trong khu vực đang gia tăng sau cuộc trưng cầu ý dân đơn phương về nền độc lập của cộng đồng này. Trong một thông điệp gửi tới những người dân ở khu tự trị người Kurd đăng tải trên mạng xã hội Twitter, ông al-Abadi nhấn mạnh Baghdad sẽ bảo vệ người Kurd như bảo vệ người dân Iraq và không cho phép bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào cộng đồng này. Thủ tướng Iraq cũng khẳng định người Kurd và người Iraq sẽ cùng nhau chia sẻ các lợi ích và Baghdad sẽ không cho phép để xảy ra bất cứ sự tổn hại nào với người Kurd. Thưa quý vị, hôm qua hàng nghìn người dân tại các thành phố lớn của Tây Ban Nha đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của vùng Catalonia và ủng hộ một đất nước Tây Ban Nha thống nhất. Tại thủ đô Madrid, hàng nghìn người dân đã tập trung bên ngoài tòa nhà City Hall ở quảng trường Vòng Xoay để phản đối cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của vùng Catalonia, cho rằng khu vực này không có quyền để tổ chức cuộc bỏ phiếu trên. Chúng tôi đến đây để thể hiện tình đoàn kết, kiên quyết đối không với sự chia rẽ. Cuộc trưng cầu mà vùng Catalonia dự kiến tiến hành thật đáng xấu hổ. Mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay đều cảm thấy rất buồn và có phần tức giận. Trong khi đó, tại thành phố Barcelona, nhiều người dân đã xuống đường để phản đối vùng Catalonia tiến hành bỏ phiếu về độc lập trong ngày hôm nay. Họ hô vang Tây Ban Nha muôn năm hay Catalonia là Tây Ban Nha, thể hiện rõ quan điểm ủng hộ một đất nước thống nhất. Xin được chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, mặc dù Mỹ để ngỏ các kênh liên lạc với Triều Tiên, song chính quyền Bình Nhưỡng lại không quan tâm đến các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa. Và đây là tuyên bố được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra, trong khi phía Triều Tiên cùng ngày cho rằng Mỹ cần chấm dứt chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhà ngoại giao nước này vẫn để mở các kênh liên lạc với Triều Tiên, song giới chức quốc gia Đông Bắc Á này lại không thể hiện sự quan tâm hay sẵn sàng đàm phán về việc phi hạt nhân hóa. Trước đó, cùng ngày phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson xác nhận Washington đã liên lạc trực tiếp với Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, song Bình Nhưỡng dường như không muốn đối thoại. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết đã nhận được đề nghị từ Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia về việc thu hồi hộ chiếu của cựu Thủ tướng Siloxin Vắt và vụ việc đang được xử lý theo các quy định về cấp và hủy hộ chiếu. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận đã biết về thông tin báo chí đăng tải rằng bà Zilux đang ở Anh để xin tị nạn chính trị, song không đưa ra bình luận về vấn đề này. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết bà Zilux đang ở Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Tuy nhiên, sau đó, nữ cựu thủ tướng đã rời Dubai để đến Anh cách đây 2 tuần. Cùng ngày, chính phủ Thái Lan cho biết nước này có hiệp ước dẫn độ với Anh nhưng không có thỏa thuận này với UAE. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết cơ quan công tố sẽ đề nghị dẫn độ nếu xác định được nơi ở của bà Diên Lúc. Theo giới chuyên gia, thì tình trạng động đất nhẹ tăng dần trong tuần qua cho thấy nhiều khả năng núi lửa Angul sắp phun trào, và dù không thể xác định được thời điểm chính xác, trong khi người dân ở đảo Bali, Indonesia đang gấp rút sơ tán khỏi khu vực quanh núi Angul, thì du lịch dường như không bị ảnh hưởng nặng nề. Du lịch trên đảo Bali không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa của một vụ phun trào núi lửa trên núi Angul. Bầu trời xanh trong và những bãi biển cát trắng ở Bali thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm, đặc biệt là du khách từ Trung Quốc. Bộ Du lịch Indonesia ghi nhận sự gia tăng tới 60% các du lịch Trung Quốc đến với hòn đảo này so với năm trước. Chúng tôi đã lên nhiều kế hoạch trong trường hợp núi lửa phun, chúng tôi có thể chuyển hướng đến 10 sân bay khác trên cả nước. Du lịch là ngành kinh doanh chính của Bali. Năm ngoái, Indonesia đã đón 12 triệu khách du lịch, trong đó gần 4 triệu người đến Bali.
Bali là một điểm đến rất phổ biến và có rất nhiều chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc và có rất nhiều chuyến bay đối chuyến đến Bali, và con số này đang gia tăng theo thời gian. Ông Kê Tước cũng cho biết thêm, hiện hơn 150 nhóm du lịch từ Trung Quốc đến Bali mỗi ngày đóng góp rất lớn cho sự tăng trưởng kinh tế của đảo. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.